Cuộc thi Hoa Khôi Du lịch Tây Bắc Sapa 2023 dự kiến sẽ được tổ chức vào cuối tháng 4 này. Đây là một trong những hoạt động chào mừng kỷ niệm 120 năm du lịch Sapa. Với chủ đề vẻ đẹp hương sắc vùng cao, cuộc thi Hoa Khôi Du lịch Tây Bắc Sapa 2023 mang hình ảnh chủ đạo, độc đáo tôn vinh vẻ đẹp của các cô gái vùng cao qua màn trình diễn âm nhạc, thời trang, mang đậm bản sắc văn hóa dân tộc, du lịch vùng miền. Top 3 đăng quang Hoa Khôi Du lịch Tây Bắc Sapa 2023 sẽ được chọn thẳng vào vòng chung kết Hoa hậu Du lịch Việt Nam 2024 nhằm tiếp tục quảng bá, giới thiệu hình ảnh đất nước cùng với những nét đẹp văn hóa, bản sắc dân tộc, con người Tây Bắc đến với cộng đồng trong nước và quốc tế.